vừa được tỏ tình, Châu Bùi công khai luôn khoảnh khắc đón sinh nhật bên người đặc biệt. Châu Bùi hạnh phúc đón sinh nhật tuổi mới bên người ấy. Mới đây, trên Instagram, Châu Bùi đăng tải khoảnh khắc hạnh phúc đón sinh nhật tuổi mới kèm dòng chú thích: cảm ơn tất cả, cảm ơn mọi người đã yêu thương, cảm ơn mọi người đã gửi vô vàn lời chúc, mình hạnh phúc lắm. Châu Bùi công khai khoảnh khắc ngọt ngào bên người đặc biệt, cô khéo léo dùng chiếc mặt nạ để không lộ danh tính người ấy. Tuy nhiên, dù che thế nào đi chăng nữa, netizen cũng đoán được nhân vật đặc biệt này là ai. Phía dưới bài viết, dân tình liên tục gọi tên Binh Di, để lại những bình luận hài hước như: chị che kỹ quá, ai cũng biết người ấy là ai, công khai luôn đi chị ơi, còn ai ngoài anh Binh Di nữa đâu mà phải che à? Đẹp đôi quá đi, che như không che, chờ ngày đôi này về chung một nhà quá, đúng trai tài, gái sắc. Vừa qua, trong live show ở thành phố Hồ Chí Minh, Binh Di và Châu Bùi lần đầu công khai tình cảm trước công chúng. Nam rapper giới thiệu ca khúc dành tặng cho người con gái trong mơ với ca khúc Sao cũng được do chính anh sáng tác. Binh Di tiết lộ, người con gái ấy cũng có mặt tại đây ngày hôm nay. Chính trong dịp này, tôi muốn dành tặng bài hát cho người đặc biệt có mặt trong buổi tối hôm nay. Ngay sau khi Binh Di đàn và hát những giai điệu đầu tiên, hình ảnh Châu Bùi đang đứng ở khán đài hiện lên màn hình lớn. Cô cười tươi, đưa tay làm biểu tượng trái tim và hôn gió. Châu Bùi còn viết lời nhắn cho Binh Di trước khi chương trình bắt đầu với nội dung: bạn gái của anh đang theo dõi anh, em yêu anh. Nghi vấn Châu Bùi, Binh Di hẹn hò rộ lên thời điểm nam rapper vừa ra mắt MV Big City Boy. Trước đó, huấn luyện viên rap Việt còn liên tục đăng tải những dòng trạng thái thả thính trên trang cá nhân khiến các fan tích cực đẩy thuyền. Tín hiệu đáng mừng thế này, netizen mong rằng ngày lên xe hoa của cặp đôi đang đến gần.